nên cho mấy chị mình cái đầm bò đầy đuôi cá nha, sang quá trời quá đất luôn. Trong tủ đồ mình ít nhất phải có đúng không, có chị gọi tranh thủ đầu hàng sớm cho em nha. Trong tủ đồ của mình ít nhất là phải có một cái em đầm bò đầy đuôi cá, thì ngày hôm nay em có về cho cả nhà mình đây. Đầm này về cho mình cái dáng ba xíu chỉ mặc nha các chị ạ. Đầm ý cái sẽ là cổ tim cho mình nè, tay lỡ ha, ôm eo dáng bò đầy đuôi cá cho mình. Cái tông màu đen này nè mặc lên là nhìn gầy mình á, gầy đi mấy ký lô luôn á. Cho chị khách nào mà mình tròn người hay là bình thường mình mặc đầm mid size thì mình cũng có thể là bon chen được cái đầm body này của em nha. Vải đẹp co giãn nè các chị ạ, 4 size đầy đủ dễ chọn. Em đang có cho cả nhà size M, size là XL và là cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg luôn. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Trước 17 ren nha, co giãn cho mình phần tay với lại phần đuôi thì em sẽ để cho mình một lớp, còn trong phần thân váy thì sẽ kỹ lưỡng luôn cho mình hai lớp, và chỗ nào cần lót thì chắc chắn là sẽ có lót hết. 1543 ngày hôm nay em sale đặc biệt, chỉ cần có giá tiền là 249.000 đồng thôi. Chị khách nào mà đặt hàng cho mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Đầy đủ 4 sao dễ chọn của chị em mình luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về nha. 61kg mặc lượng shop vừa, chị yêu ạ, lấy size 2XL đi chị. Thì hiện tại em đang có đầy đủ 4 size, và trong cái livestream ngày hôm nay em đang có một cái chương trình giảm giá chị. Thì vì bình thường chị mình mua em váy này là 399.000 đồng, ngày hôm nay em giảm giá còn có 249.000 đồng thôi. Một cái em đầm body dự tiệc mà chỉ có là 250 thôi chị, chưa tới 300.000 nữa, thì sự nó rất là rẻ luôn. Mà vải này vải xịn nha cả nhà, ôi trời ơi mê lắm luôn á. Và shop bên em là may không hề đụng hàng với bất kỳ shop nào cả, bên em tự may, tự thiết kế, tự sản xuất và tự lên form luôn. Về nhà chị dỡ cái đầm này ra, trời chị mê cái vải lắm luôn á. Và đầm này là hoàn toàn là tem mát đầy đủ của bên shop không nha. Dạ 49kg mình mặc cho em size M để chị thấy lại có đơn trên livestream em mặc như nào. Về nhà chị mình nhận được hàng y chang như vậy luôn, chị mình cứ ngắm nghía kỹ giùm em. Cổ V nè, tay lỡ nè, cái phần vai thì em sẽ may hơi phồng mà không sợ bị chật bắp tay, và nó có co giãn nữa, mình mặc lên phải nó là cực kỳ thoải mái. Nhánh eo nè ha, đó phần hông thì em sẽ may hơi phồng ra, đuôi cá không quá ôm dành khi mà mình đi đứng di chuyển nè, hay là mình đứng và ngồi xuống thì thiệt sự rất là dễ dàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1543. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em luôn, mã số là 1543 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn. Chị Mỹ Hương ok có đơn, chị Ngọc Lệ nè ok có luôn à, chị Thái Thái nè 1543. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 249.000 đồng, mã số sản phẩm là 1543. Chị khách nào mà đặt hàng mẫu đầm này ngay bây giờ mình tranh thủ 63kg mặc 2XL đi chị. Chị 60kg cao 1m55 đầm, ok chị mình dòm giùm em ha. Ở đây em cao 1m65 đầm, đây mặc dài qua gối. Nếu như chị mình 60kg thì mình đo eo và mình đo ngang khuỷu tay đi qua nào, hay là đo ở trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo vào là chính xác nhất giùm em luôn. Rồi thì nếu như mà em dưới 80 mình mặc cho em size XL, còn em trên 80 mình lấy cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Tùy thuộc vào chiều cao phòng em tư vấn thêm, 53kg mình mặc cho em size L là vừa chị nha. Nhanh tay lên đơn sớm cả nhà, 54kg mặc size L luôn chị. Mẫu em đang mặc theo người mã số 1543. Em đang có cho cả nhà mình hiện tại là đầy đủ 4 size luôn. Em có cho cả nhà mình size M, size là XL và là cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Phần tay với lại phần đuôi váy em để một lớp, thân váy kỹ lưỡng là hai lớp luôn. Có khóa kéo phía sau lưng cho mình, mã số sản phẩm là 1543. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em cứ việc lên đơn sớm nha, dùm em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ha. Đầm xinh lắm luôn và giá rất là rẻ. Còn màu khác không sao, một màu duy nhất đó chị, mỗi đợt em về đều có body đuôi cá cho mình hết. Mấy đợt trước thì em về cho mình body đuôi cá hai nhỏ, hai to, hai bộ, hai nhí có hết đó. Rồi sọc caro, sọc dọc có luôn, màu thì xanh đỏ tím vàng cam thì em đã về hết trơn rồi. Màu đen á thì lâu lâu em có về lại, nhưng mà em về cho mình á có đợt thì em về ren đen trơn, có đợt thì em về re ố, có đợt thì em về vải vải đen, có đợt thì em về cho mình á là ren đen như thế này đó, thì nó sẽ khác nhau chứ nó không có giống nhau chỗ nào cả nha. Nhưng mà vải mặc rất là xịn nha các chị ạ. Nhanh tay đặt hàng sớm, nhất là những chị khách nào mà lần đầu tiên coi livestream của em thì không thể nào bỏ lỡ được một cái em đầm body dự tiệc rất là đẹp. Mình chỉ có bao nhiêu ạ, 249.000 đồng. Đặt hàng nhớ mã dùm em, mã là 1543 và kèm xuyên hạch, đừng quên chia sẻ để được áp dụng giá xem nha.
Em nên làm sơ mi cho mấy sếp ly cả do ngày hôm nay sẽ bất chấp cho chị em mình luôn nha. Vào liền livestream liền, chậm tay quá nó hết hàng rất là uổng luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518 nha các chị ạ. Đầm này sơ mi họa tiết da beo cho mình rất là sang luôn. Dáng đầm phong xòe che khéo được cái phần bụng thì nó là cực kỳ tốt luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới nha em luôn, mã số sản phẩm là 1518 nè, và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Em chào chị Seri Phương ạ, em chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã 1518 nha các chị ạ, xin giả mang luôn á. Em ấy này ngay bây giờ mà mình không nhanh tay đặt hàng chần chừ đợi tới bao giờ ạ? Chậm tay quá nó hết rất là uổng nha các chị, cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Đầm da beo về hàng cho cả mình đây, và đợt này em chỉ về cho mình được có một mẫu thôi nha. Và trong livestream ngày hôm nay thì em sẽ dành ra 30 chiếc đầu tiên sale cho cả nhà mình. Mẫu em đang mặc trên người mã 1518 à, đầm hi cái sợi cổ sơ mi nha. Vải dày dòng vải thích lắm nha nhà ơi. Rồi cái dòng này là vải nè, chất liệu vải của em nó là dòng vải linen nha cả nhà ơi. Vải mặc rất là đẹp cho cả nhà luôn. Tay ngắn nè, vai hơi phồng một chút xíu, dáng đầu phong xòe, chân váy xếp ly đều từ phía trước ra phía sau cho mình luôn ha. Khóa kéo phía sau lưng cho mình. Ở đây em cao 1m65, đầm để mặc dài ngang nửa gót chân em ha. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dài thì sao, lên like cắt ngắn được luôn. Chị Anna Hà ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Diễm Trang ok chốt nhanh ta đặt hàng sớm. Cả nhà ơi, cái vải này không sợ bị nhăn luôn. Vải siêu đẹp, dày dặn nè, mềm nè. Trời ơi, cái vải này hàng vải xịn sò nha các chị ạ. Cố gắng mình đặt hàng sớm. 46kg mình mặc cho em size M, chỉ có 269 cái loại váy này thôi ha. Và đầm hơi shop em đảm bảo luôn, không đụng hàng với bất kỳ shop nào cả. Cổ sơ mi cho mình tay ngắn vai hơi phồng để ôm cái phần eo, dáng đầm phong xòe xòe dễ thương không ạ. Váy này chỉ có được đúng một màu duy nhất thôi. Mấy đợt trước thì em cũng đã về cho cả mình đầm sơ mi cho mấy sếp ly rồi đúng không? Nhà em về cho mình là xanh đỏ, tím vàng nè, mấy màu trơn, hoa cũng có, thổ cẩm cũng có, rồi họa tiết cũng có luôn. Còn da beo thì đây, lần này thì em mới về cho mình là họa tiết da beo ha. Và cũng là đợt cuối cùng trong cái mẫu chân váy sếp ly này rồi, em không có còn về nữa. Ngày hôm nay thì em tặng cho chị em mình luôn, giá chỉ có là 269.000 đồng thôi. Ngay bây giờ mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em mẫu đang mặc cho người, mã số sản phẩm là 1526. Chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em cứ việc bình luận phía dưới nha, là 1526, và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Hiện tại đang có đầy đủ 4 size M, XL và là cả 2XL luôn, 40kg cho tới là tầm 65-66kg, và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Ngay bây giờ mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em. Chị Lâm Hà ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Mỹ Phương ok chúc luôn, mẫu đang mặc trên người mã số là 1526. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, là 1526, kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale. 63kg mình mặc cho em size 2XL là vừa, chị yêu ở chỗ đồng xinh quá trời nè. Cổ sơ mi cho mình tay lỡ ôm em, dáng đầm phong xòe xòe luôn, xinh quá trời quá đất đúng không ạ? Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Chị Võ Thị Thu Hiền 1526 có đơn hàng. Chị Ngân Nguyễn CM ok chốt luôn nha. Em cao 1m65 nha chị, đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân em như thế này. Mình thích mặc chán dài cứ để dài dài như thế này mình mặc cho em ha. Còn chị khách nào mà mình đã chán mà dáng dài rồi thì mình lên lay cắt ngắn được. 63kg mặc 2XL đi chị. Đầm này vải đẹp ha, chất liệu vải của em nó là dòng vải linen, vải đẹp nha các chị ạ, vải dày nè, không có sợ bị nhăn luôn, vải siêu mềm mặc cực kỳ thích. Và đây là lần đầu tiên em về cái chất liệu vải này cho mình luôn, và chị có được đúng một cái mẫu này luôn á chị. Dạ, tất cả những mẫu đầm chỉ về được đúng một lần thôi nha. Sếp ly bên em mặc đẹp lắm, chị mê lắm luôn, học lễ giùm mua nữa ta. Rồi, mẫu này chị có chưa, cái mẫu này chị có chưa, nếu như chưa có thì mình hốt hàng liền, tại vì mấy cái đợt em về chung với sếp ly là không có họa tiết nào trùng lập cả. Mỗi đợt em về có đợt em về màu trơn đúng không, có đợt em về hoa, rồi có đợt em về cho mình là họa tiết, có đợt em về cho mình thổ cẩm, và đợt này á thì em về cho cả nhà mình làm họa tiết da beo. Nó cái màu này mặc lên là rất là trắng luôn, riêng cái màu này mặc lên chị khác nào mà cũng trắng nhất là vậy. Chị khác da ngâm em đã bảo nhánh em cho mình nè, dáng xòe che bụng tốt nè chị, mà giá có bao nhiêu đâu, 269.000 đồng thôi. Bình thường mua em váy này 408 đúng không, ngay bây giờ em sẽ rẻ có 269.000 đồng thôi, vừa rẻ nè, vừa đẹp nè, và vừa có size cho mình luôn nữa. Em đang có 4 size đầy đủ, bờ là XL và là 2X nha. Cho chị cái váy em đang mặc, trời, bình luận phải có mã vào dùm em. Chị khách nào bình luận như vậy là không đúng, em không đi đơn được, phải có mã số vào dùm em nha các chị ạ. Đồ lỡ mất công bình luận rồi mới bình luận cho em cái mã đi, mã 1518, và kèm luôn cho em cái số điện thoại, giá chỉ có bao nhiêu ạ, 269.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. Em váy đang đẹp quá cả nhà, mẫu em đang mặc trên
1561. Chị khách nào mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha. 1561 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn hay các chiều ạ. Chất liệu vải ren nha, mềm mại nhẹ nhàng mặt mát và bên trong có lót kỹ lưỡng luôn cho mình cứ yên tâm đặt hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1461 nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1561 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Cái chiều vải ren mềm mại nhẹ nhàng và mặc lên phải nói là cực kỳ thích luôn ạ. Đợt này em về cho cả nhà có mẫu ren hơi bị hiếm hơn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1561. Đầm này cổ tròn này, tay ngắn vai hơi phồng này, cái chiều ạ dáng đầu phong xe nha. Váy này em may kỳ lưỡng luôn, hai lớp nha các chị, còn có luôn cả hai cái túi nè. Khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình. Trời ơi, đầm này đẹp dã man luôn á. Cái chất liệu vải ren ha, siêu mềm, mặc lên cực kỳ thích luôn. Và ren là ren hoa hồng 3D cho chị em mình nè. Rồi, toàn bộ như có hoa hồng này là em không in nhựa, không ép nhựa nha. Cho mình giặt ủi là hoàn toàn không bay không thay gì hết. Và với một cái em váy ren nè, mới vừa về hàng, đẹp độc lạ như thế này, ngày hôm nay có duyên săn sale với một cái mức giá rất là yêu thương luôn. Mình đoán thử xem em váy này bao nhiêu ạ? Ít nhất thì trong đầu của mình phải nghĩ là 500-600 đúng không? Nhưng mà không có đâu, cả do em váy này ngày hôm nay em đang giảm giá từ 599.000 đồng xuống chỉ còn có 349.000 đồng thôi. Em váy này mà có 350, chưa tới 500.000 nữa, cả nhà mình phải nhanh tay đặt hàng sớm, chậm tay quá nó hết hàng uổng nha. Chất liệu vải ren cho mình nè, đây đẹp chưa cả nhà ơi, co giãn ha. Váy quá xinh luôn á, phần tay nè, đó phần tay này em sẽ may cho mình là tay bồng nha, mặc lên vừa thoải mái nè, vừa không sợ bị chặt bắp tay luôn nữa. Chị Nguyễn Hồng có đơn luôn, mấy màu vải sót một màu nha chị, đồng là hai màu em báo luôn cho livestream cho mình. Nhưng mà riêng cái mẫu đồng này em chỉ có được đúng một màu duy nhất cho mình thôi. Mã số sản phẩm là 1561. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm và kèm luôn trang cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới nha. Chị Lâm Hà ok có đơn, chị Nguyễn Kim ok trước luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1561 cả nhà ơi. Váy đẹp nha, mềm rũ mặt mát, cao 1m65, đầm em mặc dài ngang ngưỡng bắp chân, em thích mặc dài để dài. Không thích mặc dài thì sao? Lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Mà cái em váy này cả người mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga, mà nếu như mình mặc đi tiệc vậy nó là làm tâm đẹp bánh nhìn luôn á. Tại vì bên shop em lần đầu tiên em về cho mình cái chất liệu vải ren hoa hồng này, hoa 3D rất là đẹp luôn á các chị. Về số lượng không có nhiều. Em muốn về nhiều lắm, tại vì cái chất liệu vải ren này mình nhìn trên livestream nó chỉ có đẹp một thôi, ở bên ngoài phải nó đẹp gấp đôi. Này vải màu tím tím nào, hoa hồng thì màu đỏ đỏ hồng hồng, bên trong đúp lót cô tông mà cái màu lót á là màu đỏ đô cho mình luôn nha. Trời ơi, phối màu phải nói là siêu đỉnh luôn, chỉ có 349.000 đồng thôi ạ. Em váy này em rất là muốn về cho cả nhà, ít nhất phải là 10.000 chiếc để bán cho cả nhà. Nhưng mà cả nhà ơi, 4 size mà chỉ có mấy trăm chiếc thôi, từ 40kg cho tới 65-66kg. E tối nay em tầm 85-86 đổ về mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Ngay bây giờ mình thích cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em luôn. Mã số sản phẩm là 1561 và kèm luôn cho em cái số điện thoại đặt hàng, nhớ phải có mã, không có mã không có chút lân được. 54kg mặc size L nha. Chị Lê Thị Hậu ok có đơn, chị Giang Phạm ok chút luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã 1561. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. 54kg mặc size L đi chị, tùy theo chiều cao một em tư vấn thêm với chị yêu mình ha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1561 chị, 1561 cho em. Dạ, 59kg thì mình đau vòng eo, nếu như eo của mình dưới 80 thì mình mặc cho em size XL, eo trên 80 thì mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Tùy theo chiều cao vòng eo tư vấn thêm với chị yêu mình. 63kg mặc 2XL để chị ơi, chỗ đẹp quá à. Số lượng rất ít nha, nhiều khi kết thúc bài livestream này em đó là hết hàng rồi. Cổ tròn dễ mặc nè, không có sợ bị hở vòng một nha. Tay bồng cho mình luôn, tay lỡ tay bồng, dáng đồng phong xè cho mình nè, che khéo vừa một tốt luôn. Mã số sản phẩm là 1561 rồi. Ngay bây giờ mình đặt hàng nhớ kiểm tra kỹ giúp em nha. Chia sẻ liền 3 lượt. Từ 599.000 đồng em giảm giá chỉ còn có 349.000 đồng thôi. Và đặt hàng phải có mã 1561 và số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Nhận hàng được kiểm tra hàng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nè. Dồn đơn hàng cho em 600.000 đồng sẽ được miễn phí hàng Trung Quốc, rất là nhiều cái chương trình ưu đãi luôn, nhưng mà chỉ áp dụng trên like thôi, cả nhà lưu ý nha. Đặt hàng online được xem giá rẻ, đặt hàng bên ngoài thì giá của em nó thì cũng tương đối là cao đó. Thì mình cố gắng mình đặt hàng kịp trong livestream, chậm tay quá nó hết hàng còn có mấy chiếc à.
mấy chữ A quá xa hơn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525 nha. 4 size dễ chọn cho mình, với lại em có một cái size gần hết hàng rồi đó, cho nên mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chỉ cách là mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Đầm chữ A, chất liệu vải lụa mango cao cấp cho mình ha. Trộn mê không có hiệu ạ, mặc lên tôm dáng giả mang. Cao mét 65 đồng em mặc dài ngang được bóp chân của em ha. Một lớp kèm hai túi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chỉ cách là mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1525 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng đó các chị ạ. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha, nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Đầm chữ A của gãy nhà mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chất lượng mango cao cấp cho mình ha. Vải đẹp, coi vậy nhẹ nhàng nè, kèm luôn cả hai túi cho mình. Bộ đầm may shop em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tầm mua 35-38 cho nên mình mặc hợp và sang nha. Ngay bây giờ mình thích cái mẫu đầm này, cứ việc bình luận phía dưới cho em mã 1525 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Có gia hàng không sao ơi, có chứ chị ơi, em gia hàng về tới tận nhà. Và bình thường thì các chị đã biết rồi, em về cho mình kiểu dáng rất là đa dạng luôn, tầng tầng lớp lớp cũng có, tay bồng tay le gì cũng có hết trơn luôn, dạo hội có luôn nữa. Nhưng mà cái chị mình cũng thích những cái em đầm dáng chữ A đơn giản dễ mặc, thì đây chị khách nào thích cái gu của mình đơn giản nhẹ nhàng thanh lịch nè mà không kém phần sang trọng thì chốt ngay cho em mẫu đầm này mã 1525 nha. Và mình nhìn kỹ giúp em, nền vải là màu đen nè, có phối cho mình hoa 3D, hoa hải đường nè, hoa hồng nè, hoa lily cho mình nữa ha. Và tất cả những cái hoa này á là đều bằng vải mango hết cho mình, chứ không hề in nhựa hay ép nhựa, cho nên khi mà mình giặt ủi là không bay không phai, cũng không ong tróc không đê rất gì luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1525, trời ơi cái dáng chữ A này các chị ạ, đẹp chưa, mặc lên người nó rất là nịnh dáng luôn. Cái đầm này phải nói là siêu nịnh dáng, chỉ có giá bao nhiêu 269.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã 1525, đầm này thì em mang cổ vuông nha. Mấy đợt trước thì em về chữ A em về cho mình mấy cổ khác, cổ tim nè, cổ tròn nè, cổ đắp chéo nè, và đợt này thì em sẽ về cho mình cổ vuông ha. Cái cổ vuông thì mặc lên nhìn mình trẻ và rất là sáng cái gương mặt của mình luôn. Với lại cổ này em mang cho mình không có to, đây là cái cổ size M, nó nhỏ nhỏ vừa vừa tầm đây, size L, XL, 2XL cũng tầm bao nhiêu đây chứ không rộng hơn đâu. Em 73 mặc size L đi chị Thu Hồng có đơn, chị Võ Ngọc Quỳnh Dương nè, chị Ngọc Nguyễn ok chốt. Mẫu em đang mặc cho người mã 1525, mấy chị đặt hàng nhớ kiện mã giùm em. 54kg mình mặc cho em size L là vừa chị yêu nha. Một lớp cho mình kèm luôn hai túi, có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng, mã số sản phẩm là 1525. Chị khách nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm, chỉ cần bình luận phía dưới cho em mã số 1525 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nè. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn hàng cho mình luôn đó. Coi chị khách nào mà đặt hàng chậm quá sao này nó hết hàng đó nha. Cho mình phải tranh thủ đặt hàng thiệt là nhanh và thiệt là sớm. Có coi dạng nhẹ nhàng hai chiều luôn nè, một lớp nè, hai túi luôn cho mình ha. Chị Thái Lệ ok có đơn, chị Tuyết Tuyết ok chốt luôn 1525. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm là 1525 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 49kg mình mặc cho em size M là vừa nha chị, tùy theo chiều cao bụng em tư vấn thêm với chị yêu mình luôn nè. Váy đẹp quá trời lại mềm nữa ha, một lớp cho mình còn kèm luôn cả hai cái túi như thế này nữa, trời ơi đầm xinh dễ mang luôn. Mà chỉ có giá tiền bao nhiêu ạ? Có 269.000 đồng thôi ạ. Và cái giá chưa sale là 399. Ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ live stream em giảm giá từ 399 xuống chỉ còn có 269.000 đồng thôi. Và em đảm bảo luôn, mình chỉ cần mua một lần thôi là cái điều chị có nghiện thôi ạ. Đầm bên shop nè, vừa đẹp vừa tôn da vừa tôn dáng, em thấy này mặc lên nhìn trắng tươi luôn ha, mà giá lại rất là rẻ luôn đó. Riêng cái mẫu đầm này thì cái chị mình mặc đi đâu cũng đẹp hết, mình có thể mặc đi chơi đi tiệc được, mình có thể mặc đi làm công sở và văn phòng cũng được luôn. Được kiểm tra hàng không sao được chứ gì ạ, em giao hàng về tới tận nhà, nhận được hàng được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay mình dồn đơn hàng cho em, chỉ cần dồn đơn 600.000 đồng thôi là mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc đó chị. Nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, chị khách nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ cổ vuông tay ngắn nè, dáng chữ A, một lớp hai túi cho mình luôn. Chị Kim Thúy có đơn hàng, chị Châu Võ ok chút luôn ạ, cho chị hai cái size M đi shop. Dồn đơn 600 là được miễn ship với nha chị yêu ạ. Nói mình canh canh giùm em coi coi đơn hàng của mình đạt mốc bao nhiêu tiền rồi. Cứ 600.000 đồng là được miễn phí vào hàng toàn quốc luôn nha. Đầm quá đẹp luôn. Mà tất cả những bộ đầm thì thường em chỉ về được có một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại nha. Ngày hôm nay đang canh, nó đang còn hàng với lại đang xe rẻ nữa nè. Đó, có size của mình mặc vừa thì mình chốt luôn cho em nha. Cẩn thận ngày mai ngày mốt quay lại đây nó hết hàng là uổng lắm luôn ạ.
1539 ngày hôm nay sắp xảy ra cả nhà mình luôn. Chị cần có giá tiền là 169.000 đồng thôi nha. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn 1539 và kèm luôn cho em cái số gọi. Mình em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn full size luôn. Cho nên bây giờ chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết nha. Tranh thủ đặt hàng sớm sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Ngày hôm nay thì em váy này em đang giảm giá cho mình, giá rất là rẻ luôn. Quan trọng để mình có đặt hàng nhanh hay không thôi. Nếu như đặt hàng cái mẫu nào này về thấy quá đẹp, quá ưng, vải xịn sò thì ngay bây giờ thì các chị quay lại đây bình luận liền cho em nha, các chị bình luận ngay. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1539, em váy này đang có full size luôn, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg, eo thế này tầm 85-86 độ, bề mặt đẹp thoải mái. Đây là dòng vải lụa Nhật nha, không phải lụa thường đâu, lụa Nhật sờ lên một phát là mình biết ngay luôn, cái mặt vải của nó mướt dữ lắm, mặc lên thì cực kỳ mát nè và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều, xếp ly hai bên phía trước và có xếp ly cả hai bên phía sau cho mình luôn ha. Khóa kéo nằm lại sau lưng, dáng đầu phông xè rộng tự nhiên và bầu vì bon chen được. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539. Ngày bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu nam này của em nè thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em đi mã số 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Ngày hôm nay sẽ bao nhiêu ạ? 169.000 đồng thôi. Bình thường mình mua em váy này mất hết 450 ngày hồi, bình thường là mua 450, ngày hôm nay chỉ có 169.000 đồng thôi. Ngay bây giờ các chị mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm, bình luận phía dưới cho em mã số sản phẩm 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Chị Khai Thiên Vũ ok có đơn hàng, chị Ngọc Mel ok chúc luôn, chị Cậu Bóng Đá có đơn luôn ạ. 1539, 169.000 đồng thôi. Và mình nhìn giùm em cái màu này, vải là màu đen ha và có phối cho mình chấm bi nè, hoa nè. Em không có in nhựa hay ép nhựa nha, cho mình giặt ủi là không bay, không phai, không bong tróc, không rơi rớt gì luôn. Tay dài cho mình, cổ tay bao thun co giãn luôn nữa, trời xinh không ạ. Phần tay may một lớp, thân váy thì may kỹ lưỡng luôn là hai lớp cho mình, mặc không thấy không lộ. Mẹ em thấy cái lụa Nhật này mặc một lớp là vừa rồi luôn á các chị, và cũng không có cần là phải lót làm chi đâu. Mình cũng có thể là tháo lớp lót ra cũng được luôn ha. Có hoa kéo phía sau. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1539. Ngay bây giờ chị khách là mình đặt hàng cái mẫu râm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới đây. 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. 57kg mình mặc cho em size XL nha. Chị Nana Trần ok có đơn hàng, chị Trúc Vũ ok trước 1539 luôn, sale rẻ nha các chị. Chị còn có giá tiền là 169.000 đồng thôi. Eo 83 mình mặc 2XL cho em là vừa nha chị. Em giao hàng về tới tận nhà, nhận được hàng được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Mà về nhà kiểm tra hàng thấy đẹp quá, thấy ưng quá thì mình cũng đừng quên quay lại đây bình luận review sản phẩm cho em nha. Dạ eo 84 mình mặc 2XL đi chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 nha. Chị mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ xếp lên hai bên phía trước nè, xếp lên hai bên phía sau nè, có khóa kéo luôn, dáng nào phong xòe luôn. Mã số sản phẩm là 1539 ha. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng mẫu này thì mình tranh thủ lên đơn sớm. Chị Anna Huỳnh ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Thu Lê ok chốt luôn 1539, sale rẻ nha cả nhà ơi. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 169.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền 169.000 đồng trên livestream thôi. Mình nhanh tay đặt hàng sớm sớm cho em. Dạ 60kg thì mình đo vòng eo nha chị. Và khi mà mình đo eo thì mình đo ngang gửi tay đi qua, hoặc là ở trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo, hoặc là chính xác nhất em dưới 80 mình mặc size XL, em trên 80 mình mặc trên size 2XL sẽ vừa luôn nha. Một màu duy nhất là chị, đồng nào hai màu em báo luôn trên livestream nha chị yêu mình. Nhưng mà cái mẫu đồng này em chỉ có đúng một màu duy nhất cho mình thôi. Mã số sản phẩm là 1539. Ngay bây giờ chị khách là mình đặt hàng thì mình nhanh tay lên đơn sớm nha. Chị Lệ Huỳnh ok có đơn, chị Ngọc Huyền ok chốt 1539 luôn ạ. 169.000 đồng nè. Còn chị nào mình đặt hàng đồng này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại. 64kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa chị yêu nha. 63kg 2XL luôn chị, 4 size full size đầy đủ. Ngay bây giờ trong bài livestream này chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết. Đừng quên chia sẻ livestream cho shop. 450 shop giảm giá chỉ còn có 169.000 đồng và phải có mã vào 1539 và số điện thoại. 1539 và số điện thoại mình đem có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Chị Nana ok có đơn, chị Thanh Trúc ok chúc luôn ạ. 169.000 đồng thôi chị ơi, xinh quá nè. Dồn đơn 600.000 đồng được miễn ship và nhận được hàng chắc chắn là sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán rồi đó. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em kiểu hết nha. 1558 đẹp quá là nhận ơi, đồng ý cái cổ tròn tay lỡ cho mình nha, dáng xòe che bụng tốt luôn, váy may kỹ hai lớp kèm luôn cả hai túi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1558 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình nè, mình đang có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nghe cái chữ ạ. Đồng xin giảm hàng luôn ha. Trời ơi chất liệu vải ren cho mình nè, ren họa tiết này, cái chữ ạ đẹp chưa ạ. Mẫu đang mặc trên người mã 1558 nha.
Em về cho cả nhà mình đồng dự tiệc đây, và đợt này em về cho cả nhà mình cái màu xanh đen ha. Mấy đợt trước về cho mình đủ màu hết trơn rồi, chứ về vải ren đơn giản dễ mặc, với lại không bao giờ sợ qua thời hay lỡ mốt gì hết. Làm hết cái sợi là cổ tròn tay lỡ nha, dáng đồng phong xòe che khéo một mục tốt nè. Chứ về vải ren thì bà khỏi phải nói luôn các chị ơi, vải đẹp cao cấp cho mình luôn ha. Đây đứng gần cho mình xem đó, họa tiết nè, trời ơi đẹp quá trời luôn á, hoa này các chị. Mẫu đang mặc trên người mã 1558 nha, mà thoải mái có co giãn nhẹ nhàng cho mình luôn, giặt tay giặt máy được. Phần tay may một lớp thân váy đúp lót kỹ lưỡng hai lớp luôn, có cả hai túi luôn nè. Cao mấy 65 mình mặc dài ngang nửa bắp chân nha em. Mã 1558 ngày hôm nay sắp đặc biệt có giảm giá cho chị em mình luôn ạ. Thì vì bình thường mình mua em váy này là hết 499.000 đồng, nhưng trong mà livestream ngày hôm nay chị khách là mình đặt hàng và có chia sẻ livestream sắp giảm mạnh cho mình luôn, chỉ còn có bao nhiêu ạ? 349.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ bình luận phía dưới mã 1558 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Em đang có full size, 4 size đầy đủ luôn, em có cho mình size M, size L, XL và là cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Em tối đa thì em tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị Sang Ngọc ok có đơn, chị Nguyễn Tình ok chúc 1558 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đồng đầy đủ ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số 1558 và số điện thoại 62kg eo 83 mặc 2XL cho em là vừa nha chị. Có giao hàng không em? Dạ có, chị qua em giao hàng về tới tận nhà. Và khi chị mình nhận được hàng tại nhà, mình còn được quyền kiểm tra hàng trước hay thanh toán nữa. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho chị một cái chương trình ưu đãi nha. Dùng đơn cho em 600 sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Đầm xinh lắm nha chị, vải xịn cho mình luôn ha. Trời ơi, đầm này là bên em tự may, tự thiết kế, tự sản xuất, cho nên yên tâm đi, trên thị trường không có shop nào đồng hàng với shop em cả, không hề có bất kỳ shop nào mà đồng hàng đâu. Họ tiếp nè, trời ơi nó đẹp chưa, hoa lá này các chị ạ. Trời ơi quá xuất sắc luôn, vải siêu đẹp, một màu duy nhất là chị. Mấy lần trước em có về ren nhưng mà rồi, nhưng mà ren kiểu khác, mấy lần trước về ren kiểu khác, may cái form cũng kiểu khác, mà cái họa tiết ren cũng khác luôn. Có cái chất ren thì nó sẽ tự nhau, là nó mềm, nó êm, nó nhẹ, nó mát nè đó, mà có co giãn nhẹ nhàng luôn, có hai túi cho mình luôn nữa. Mẫu đầm này vậy nó quá xuất sắc đúng không cả nhà ơi. Gam màu thì mặc lên là phải nói siêu trắng luôn, da trắng là mặc rất là đẹp, nhưng chị khách nào da ngâm ngâm mặc màu này lên nhìn rất là sáng cái da của mình luôn. Và đầm này shop em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà tầm u 35-38 trở lên, về mặc là hợp và xa nha đó. Riêng mẫu này chị nào hai mấy tuổi 30 tuổi mình bong cho em vẫn được, tại vì cái dáng đầm này đơn giản dễ mang đó, không kén da, không kén tụi người mặc luôn, và cũng không bao giờ sợ qua thời lỡ mốt. Cả nhà mình tranh thủ đặt hàng sớm nha, đi chơi đi tiệc cũng được, mà mình tận dụng mặc đi làm công sở vào văn phòng cũng được luôn ạ. Luôn nữa dạ, 47kg mặc xem mờ chị, vải mặc mát không shop, đầm này mặc rất mát nha chị. Mẫu đầm này không mát đâu, không lấy tiền như mình luôn, mua về nhà nhận được hàng dở cái mẫu đầm này ra coi coi có giống như em giới thiệu không. Nếu như giống như em giới thiệu như vậy thì mình quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Bây giờ nè, mình đặt hàng mẫu này cho em xin mã 1558 kèm số điện thoại ngay, mã số 1558 kèm số điện thoại. Thấy có rất là nhiều chị khách đặt hàng nhưng mà bình luận là cho chị cái ren xanh, cho chị cái em đang giới thiệu, cho chị cái em đang mặc trên người, cho bên bình luận phải có mã số cho em, còn thắt lưng không shop. Em mới vừa hết thắt lưng rồi chị, vài ba bữa nay em về kiểu khác em báo với mình nha. 63kg mặc 2XL, 55kg mặc size L, nếu như eo dưới 75, eo trên 75 mặc size XL là vừa. Em đang có đầy đủ 4 size, số lượng thì không có nhiều nha các chị, mỗi size em có 100 cái đổ lại thôi chứ không có nhiều ha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558, đặt hàng nhớ mã giùm em 1558 kèm số điện thoại. Vải này đẹp á chị, đẹp mà cái kiểu mà đẹp lạ, đẹp hiếm á. Đây chị mình nhìn giùm em cái vải này, vải này cái kiểu đẹp lạ lạ mà hiếm hiếm á chị, cho nên là mình kiếm về thị trường thứ nhất không ra. Còn thứ hai là đồng này á, em về cho mình số lượng không có nhiều luôn, bao nhiêu vải là em may hết cho mình luôn nè, mỗi size chỉ có 100 cái đổ lại là hết luôn rồi đó. Cả nhà đặt hàng tranh thủ nha, mã 1558 nhất định là phải có mã vào, chị Thạch Thảo, chị Vân Anh CL nữa nè. Lên sân sale đầm sơ mi cùng với shop cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Đầm này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size luôn, M là XL và là cả 2XL luôn ạ. Rồi, gần lẻ size rồi nha các chị ạ. Hôm nay thì shop sẽ sale đặc biệt cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn nha các chị ạ.
xe váy sơ mi cho cả nhà mình đây, chỉ cần có giá tiền là 199.000 đồng thôi đó, là vừa rẻ vừa đẹp cho chị em mình luôn. Dòng vải này dòng vải kết thái nha các chị ạ, vải siêu đẹp luôn, mặc rất là mát, vải xịn cho cả nhà mình luôn ha. Và cái gam màu này các chị ạ, trời ơi xinh dã man luôn á. Nền vải là màu đen nè, họa tiết hoa lá thổ cẩm trải đều trên nền vải cho mình, nó nét từng đường luôn. Và mình giặt ủi là không bay không phai, cũng không sợ bong tróc hay rơi rớt gì hết trơn luôn ạ. Ở đây thì cả nhà mình thấy đó, em cao 1m65 và đầm này em mặc dài ngang nửa móc chân của em ha. Mình thích mặc dài cứ để dài dài như vậy cho em. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn ha. Chân váy xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau như thế này, dáng xòe che khéo phần bụng tốt, đang có đầy đủ 4 size luôn đó. Bình thường sale đầm phải là đầm lẻ sai hoặc đầm còn vài cái, nhưng mà ngày hôm nay mã 1526 em đang có cho cả nhà mình được 4 size đầy đủ luôn ạ. Em đang có cho cả nhà mình size M, size L, XL và cả 2XL luôn, 40kg cho tới tầm 6 lần 6kg, eo tới đây tầm 8 lần 6 độ về nha. Chị Trần Thư có đơn hàng, chị Văn Thúy ok trước. Và đầm bên shop em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà cả nhà nha. Tầm U35-38 trở lại mình là mình hợp và sang đó. Nhưng mà chị khách nào mà mình tầm 20 mấy 30 tuổi mình bong chen cũng được, giảm 199.000 đồng, chiều ẩn quá rẻ luôn á, đầm mới hoàn toàn và không đụng hàng với bất kỳ shop nào cả đó. Thay vì mình mua tại cửa hàng của em, hiện tại em váy này tại cửa hàng là 480, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng chia sẻ livestream em giảm giá ngay cho mình luôn 199.000 đồng. Trời, tính ra nguyên cái em đầm luôn có 200.000 là cái chiều ơi, nó quá đẹp luôn á. Chị Ngân Nguyễn ok có đơn hàng, chị Nguyễn Thúy Vân ok chốt luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Mình đặt hàng mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới luôn, 1526 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng nha. Chị Kim Mai có đơn hàng luôn ạ, chị Nguyễn Ngọc ok chốt luôn. Rồi, chị Lệ Huỳnh có đơn luôn ạ, 1526 199.000 đồng thôi chị. 55kg mình đo phòng eo giùm em nha, và khi đo em thì mình đo ngang thủy tay đi qua hoặc là đo ở trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất đo vào là chính xác nhất cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1526 nha chị. Ngay bây giờ mình đặt hàng thì mình nhanh chóng lên đơn sớm cho em luôn, mã số 1526 và kèm luôn cho em số điện thoại của mình ha. Chị Giang Phạm ok có đơn hàng luôn ạ, chị Ngọc Long ok chốt. E82 mình mặc cho em size 2XL là vừa chị. Vải cát thái đẹp lắm chị yêu nha, vải xịn, vải mềm lắm, mềm mịn nè, mặc mát cho chị em mà luôn. Trời ơi, đầm này mặc không sợ bị nhăn luôn nha, về nhà chỉ giặt ủi một lượt nước lần đầu thôi, sau đó mặc hoài không sợ bị nhăn hết trơn luôn á. Rồi, chị Nhung Quỳnh ok có đơn hàng luôn, chị Mon Lì ok chốt. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, bình luận phía dưới mã số 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Và 64kg mặc 2XL để chị, đang có đầy đủ 4 size luôn á chị. Nhiều khi trong bài livestream ngày hôm nay mình thấy em lên đầm còn hàng còn size nè, còn số lượng nè, giá nó cũng rẻ nữa, như đây là hàng ngày mai ngày mốt mình quay lại đây mua cái đầm này thì sợ là đã hết hàng rồi nha. Và tất cả những mẫu đầm bên shop em chị về được đúng một lần rồi qua luôn, chứ không phải đi về lại. Ngay bây giờ thấy cái mẫu đầm này ưng quá, mê quá chút luôn nha. Chị Phương Thương mua đầm có shop nhiều rồi, mẫu đầm cũng vẫn hết, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Đặt hàng thấy đẹp thấy ưng nhớ quay lại đây comment review sản phẩm cho em với nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526. Ngay bây giờ chị khách nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới cho em mã số là 1526 và kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng nha. E74 mình mặc cho em size L là vừa nha chị. Chân váy xòe nè ha, mê chưa cả nhau, xếp ly đều tăm tắp. K65 đầm này mặc dài ngang nữa bắp chân của em, thích dài để dài, không thích mặc dài thì sao, lên like cắt ngắn cũng được. Chị Nhi Nguyệt ok có đơn hàng luôn ạ, chị Hằng Trần ok chốt luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1526. Coi chị nào mình đặt hàng đầm này đổi ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. 49kg mặc size M đi chị, nhớ là phải có mã nha. Và cái phong sơ mi này mình có thể diện đi đâu, đi chơi đi tiệc được, đi làm công sự học văn phòng cũng được luôn, mà chỉ có giá là 199.000 đồng và rất là rẻ, tranh thủ đặt hàng sớm nha.